Alo bạn, mình là Phú Cầm Blue RG ha. Và con xe này là con xe mình chuẩn bị giao khách. Chúng mình cùng coi xem con xe này nó có gì đặc biệt. Và thời gian con xe này làm hết mất là 3 tuần ha. Coi enjoy thôi. Và nhìn con xe này là biết ngay tại sao mà nói đến là con xe này thực hiện mất 2 tuần ha. Đây, phần dây cua carbon của Z. Và với cái bộ mà dây cua carbon của Z, riêng phần đĩa nè, phần dây và phần lip giao sâu của bộ carbon này nè, là nó đã rơi vào khoảng là 5,5 triệu. Và có một điểm đặc biệt, nếu bạn nào mà chơi dây cua bạn sẽ biết á, đó là dây cua này nó không thể nào cắt được, không thể nào nối được, chỉ có mua ngay từ đầu như thế nào là xài như vậy thôi ha. Thì chính vì đặc điểm này nên quá trình mà mình thực hiện con xe này sẽ rất là mất nhiều thời gian, bởi vì tất cả những thông số trên cái khung này đều phải tinh chỉnh làm sao cho đúng phù hợp nhất với cái bộ dây này ha, không có sai số. Nếu mà có sai số là phải đập đi làm lại cả nguyên cái khung luôn á. Rồi, để cung cấp mà sức mạnh cho hệ thống dây này á, là một cái động cơ của BRT. Thì cho bạn nào chưa biết á, hoặc là coi kênh mình lần đầu, thì BRT là một thương hiệu nhỏ với cái đội ngũ mà cộm cán là tôi từng làm kỹ sư cho Ba Phan, nên con này mình cho bạn biết luôn là sử dụng cái khung mà bắt động cơ của Ba Phan. Và cách mà họ sắp xếp động cơ, cách mà họ sắp xếp cảm biến bên trong cái con máy này nè, y chang Ba Phan G330, tin nổi bạn. Một con động cơ mà G330 mua ngoài thị trường chưa khi gắn vào xe luôn đã rơi vào khoảng là 16-17 triệu, và con BRT này lanh quanh 10,5 triệu, có công nghệ của Ba Phan G330. Quá ưu tuyệt vời, lên được dây cua loa luôn nha mày ha. Và công suất của con này là 48V 500W. Để nuôi được cái động cơ 48V 500W đạt được hiệu năng tối ưu á, thì mình sẽ có cục pin là 48V. Đây, ban đầu mình làm cho anh khách là 48V 17.5Ah thôi, nhưng mà do con này nó phát sinh quá nhiều vấn đề đi, bởi vì đây là dây cua loa nó cực kỳ khó làm, nên thời gian mà ban đầu mình hẹn với ảnh là 1 tuần, thì kéo dài đến 2 tuần, nên mình tặng cho ảnh là tăng dung lượng cục pin, không tính thêm phí ha. Bây giờ cục pin này thay vì 17.5Ah đã lên được là 48V 25Ah. Tuyệt vời không? Bạn thấy có chỗ nào mà làm xe có tâm như Blue Energy không? Để khách đợi là phải có quà. Đây, quà của khách ha. Lên được đâu đó là 7.5Ah. Cực kỳ tuyệt vời. Rồi nói về động cơ, nói về pin, rồi nói về bộ dây. Thì để xài được hết tất cả cái này, mình chúng ta sẽ có một cái khung ha. Và đây, đây là một cái khung của hãng Goat. Và nếu bạn nào mà chưa biết á, thì Goat là một thương hiệu xe khung rất là nổi tiếng của Đức. Không. Các mối hàng, cách thiết kế nó rất là Âu ha. Và bộ khung này nó có hệ thống mà đi dây cua. Bởi vì nếu mà dây cua mà trên một cái khung mà không có hỗ trợ dây cua là bất khả thi. Nếu mà làm và mất còn thời gian trên một khung xe đã hỗ trợ nha, mà mất 2 tuần. Nếu mà còn trên một con xe mà không có hỗ trợ dây sẵn luôn, mà mình phải tự tìm phương án á, mất cả tháng. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu còn sâu con xe này ha. Con xe này là một con xe tốn kém từ đầu con đít. Và để một trong những thành phần khá là tốn kém, chắc là một phần tư cái xe sẽ nằm ở đây, cái bộ đúp xét ha. Và đây là bộ đúp xét của Shimano, và không phải dòng đúp xét phổ thông Nexus ha, mà lại đây dòng dòng cao cấp, dòng Alpha. Thì Nexus và Alpha khác nhau ở gì? Khác nhau ở chất liệu vỏ và khả năng mà chống nước và độ bền tổng thể ha. Thì đối với Alpha nó sẽ dùng vỏ inox, còn mà Nexus thì nó dùng vỏ nhôm. Thì đối với việc mà sử dụng vỏ nhôm thì nó sẽ dễ bị tác động vật lý, rồi nó tạo thành vết hằn và chày xước nhiều ha. Còn nói vỏ inox này á, thì nó sẽ không bị vấn đề đó. Và do là cái vỏ inox nên khả năng giữ độ chớn của nó sẽ ok hơn. Cái tỷ lệ mà trọng lượng trên vật thể nó cao hơn một tí, nên khi nó quay á, cái thời gian mà nó chậm lại, nó bị đì lại á, nó sẽ lâu hơn so với cái thằng này ha, thằng nhôm. Rồi cái bộ thắng cho con xe này là gì? Thắng quốc dân của Shimano MT200, cả trước và sau đều là Shimano MT200 mà. Đĩa này là đĩa khóa lốc 160mm, cũng cũ nhà Shimano luôn. Nói chung trên con xe này á, ngoại trừ cái khung của Đức, còn như là đồ Shimano gần như là hết đồ của Nhật hết rồi.
Rồi đi ra bên này một tí nữa mình sẽ có một bộ dây ghép của Mỹ ha. Clip này là clip của ghép mà chuyên cho Shimano và nó sử dụng ba cái răng khớp để nó giữ trong đĩa này ha. Và đối với việc mà đầu tư một cái bộ dây và tính toán dây cho nó đúng rồi luôn á thì thường là rơi vào 5 triệu đến 5 triệu rưỡi cho tùy kích thước dây. Kích thước dây càng dài thì giá tiền nó càng lớn. Và khi mà chơi này đó, bạn phải tìm những đơn vị nào có khả năng thực hiện nha. Nói thật là Blue Energy đã làm tới con thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà khi mà đụng vô này dính là vẫn cứ dính, mắc xương vẫn cứ mắc xương ha. Nên nếu bạn thật sự đang đam mê một con xe e-bike mà sử dụng Yakura, hãy tìm hiểu thật là kỹ và lựa chọn một đơn vị nó hỗ trợ bạn sẽ quyết được nha. Nếu không là sẽ gặp tình huống là chạy nó rung rồi chạy nó bung dây, rồi nghe tiếng âm thanh nó sọt sẹt đặc biệt ha. Và mình đã nhận được một vài cái đơn hàng của từ đơn vị khác gửi qua mình tìm cách fix và hầu như mình fix không được. Bởi vì cách mà họ tính toán cái tỷ lệ chuyển động ngay từ đầu á, nó không ok, nó không đúng. Nó quá lớn, cái nghĩa là đĩa trước quá lớn và clip sau quá nhỏ. Bây giờ muốn fix rất là khó fix. Giống như mỗi lần fix kiểu đó là giống như thay nguyên một bộ ghép này luôn á. Và chi phí nó đội lên gấp 3, gấp 4 lần. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái phần đầu xe ha. Phần phía trước của xe này nó sẽ có một cái phuộc và cái phuộc này rất là đặc biệt ha. Phuộc này là phuộc của hãng Shintour. Điểm đặc biệt ở đây á, là cái hệ thống giảm sóc của nó sẽ được ẩn ở trong trục. Và cái giảm sóc này cực kỳ lớn. À bạn thấy không? Cái độ lớn là hơn bắp tay mình. Wow! Và khi mà cái phuộc mà có khả năng mà chịu lực lớn như thế này á, thì bạn có muốn thồ cái gì lên trước hoặc là bạn đi vào những địa hình cực kỳ phức tạp nào nó cũng chơi được ha. Là thật ra là bên Blue Energy cũng bán khá là nhiều cái loại phuộc như này, trục ở giữa, trục giảm sóc ở giữa, nhưng mà không có con nào to bằng con này. Đúng là đồ mà làm cho đứt nó khác. Thì có một số cái phuộc mà bên Blue Energy bán giá nó sẽ mềm hơn khá là nhiều, giá nó sẽ rơi vào đâu đó 1 triệu 2 một cây thôi. Còn con này nó đến 3 triệu rưỡi. Tất nhiên mà con một con mà đến gấp 3 lần giá thì cái chất lượng tổng thể nó phải khác ha. Rồi cái cây này bạn thấy không, đẹp và nó có đầy đủ ốc để mình bắt những đồ chơi. Thích thì mang bắt về, không thích thì mình bắt thêm ba ga hay bất cứ cái gì mà liên quan ha. Rất là tuyệt vời. Và đối với cái phục như thế này á, thì bạn sẽ có một cái form xe nữa, bạn gắn lên con xe touring nó cũng rất ok. Mà gắn lên con xe DCT á, nó cũng rất là thanh lịch. Không có cái phục nào mà là sau hai bên mà có thể giải quyết được vấn đề này ha. Đặc biệt là những con mà nó lồi ra một cái hai cái kích thước ống khác nhau á, bảo đảm luôn chỉ gắn được đến MTB, chứ không thể nào lành zoom lên một con xe CT mà đẹp được hết. Rồi đi vào khúc giữa chúng ta sẽ có một cái bộ húp của Shimano SLX. Đã mà ha. Và bên này là bên khóa lốc ha. Vẫn là một cái tiêu chuẩn cũ, đó là một cái đĩa của Shimano luôn, RT560. Rồi một cái thắng MT200 quốc dân. Rồi cái điểm đặc biệt trên con xe này đó là dùng cho cả trước và sau là một bộ vỏ. Thấy gì đây bạn? Victoria. Bình thường trên kênh của mình á, mình hay nói là nếu mà bạn mua Victoria ở Việt Nam á, tỷ lệ gặp trúng hàng Trung Quốc cao lắm luôn á. Cao cực kỳ luôn, nhiều khi bạn đang bỏ ra số tiền rất là lớn, 500 ngàn, 600 ngàn mua một cái vỏ phổ thông của Victoria. Mà cuối cùng lại là hàng đểu. Để mua được một cái vỏ Victoria thì cái giá trung bình mà hàng đúng á, nó sẽ rơi vào đến 650, 700 ngàn cho một cái vỏ. Và một cặp nó sẽ rơi vào hơn 1 triệu. Còn nếu mà trường hợp bạn mua mà một cặp mà nó rơi vào đâu đó 800 ngàn hoặc trở xuống á, thì tỷ lệ cao là chúc mừng bạn đã quay vào ô hàng giả. Rồi như thường lệ thì mình sẽ lên cái phần tay lái của cái xe này để mình review ha. Thì trên tay lái con xe này thì anh khách này là một người rất là quan tâm đến chuyện mà trải nghiệm hàng ngày và muốn an toàn, muốn thật tiệp, và cái xe nó phải original nhất có thể, nó phải một khối nhất có thể ha. Thì cái xe này bạn nhìn thấy không, phía trước sắp xếp nó rất là khoa học, rất là đẹp và rất là thẩm mỹ ha. Hai bên này là hai bên cái gọi là sườn bò nè. Nó giúp cho việc mình thao tác tình huống á, mình đi ví dụ như đi vào những đoạn đường hẹp nó không có bị má vào trong này, nó bị chạy xước ha. Nó vừa là bảo vệ và nó cũng là vừa là cái chỗ mà tì để nghỉ. Ví dụ như mình đi hành trình bắt đầu mình không thích đi thành phố nữa, mình đi ra ngoài thành phố thì sao, mình đi lâu thì sao, nó mệt đúng không, mệt thì mình cầm như này nè, đi rất là đã, rất là thích ha. Rồi vào bên trong một tí là một cặp bao tay, đây là bao tay xốp. Ở với việc sử dụng mà bao tay xốp như thế này á, thì việc cầm nắm mà đi trong quãng đường hàng ngày đi thành phố nó rất là êm tay, rất là thoải mái. Cảm giác này nó cầm lâu cũng được, nhưng mà thật ra cầm lâu nó lại không ok đâu, bởi vì nó là bút và nó ra mồ hôi tay nó sẽ chua vào bao nhiêu này nè. Ví dụ như bạn về xong bạn phơi nắng, bạn vệ sinh ok thường xuyên thì nó sẽ không có vấn đề gì xảy ra ha. Nhưng bạn chỉ cần để trong ẩm và bạn tiếp tục bạn dùng trong ngày hôm sau nữa, bạn để trong một tuần thôi là cái này nó sẽ khá là bay mùi nha. Nhưng đó là trong trường hợp mà bạn sử dụng với cường độ khá là nhiều.
và cái mức độ vệ sinh bạn ít thôi. Còn nếu mà bạn sử dụng kỹ, ok, nó rất là thơm. Rồi đi vào trong một tí nữa, chúng ta sẽ có một cái cặp thắng, thắng này thắng quốc dân nè, MT200 quốc dân, quốc dân. Và khi với một cặp thắng quốc dân như thế này á, bạn sẽ có một cái hiệu năng với giá tiền nó khá là ổn, 1.150.000. Và thắng khá là bền, và chưa ai thấy là chê là con thắng MT200 tệ ha. Lúc nào thắng MT200 cũng là một cái gì đó mà lưa sự lựa chọn hoàn hảo. Rồi, vào tí một tí nữa là chúng ta sẽ có tay ga. Và đối với con này BRT vốn dĩ hãng nó sẽ không cho mình cái tay ga ha. Nhưng mà do nhu cầu của anh khách này có, và cái động cơ này nó có cho một tay ga dự trù, nên mình đấu luôn cho khách nha. Nhưng mà con xe mà mid-fiber, tỷ lệ mình thấy tỷ lệ rủi ro nè, tỷ lệ bảo hành nè, nó rơi vào đâu? Nó rơi vào việc mình lạm dụng tay ga hơi nhiều, thì nó ảnh hưởng đến cái hệ thống nhông sên đĩa bên trong. Nó làm cho cái nhông nhựa bên trong nó mòn, rồi cái lẫy một chiều của hệ thống mà quay đĩa nó bị vấn đề. Thì tốt nhất là cái tay ga này mình sẽ dùng trên đường thẳng và mình đã có chớn sẵn rồi. Còn khi mà mình leo dốc mình phải phụ nó ha. Nói chung mình và máy hợp nhất, mình đừng để cho máy nó gồng bất cứ lúc nào. Đừng để máy nó hoạt động một mình. Mình coi nó như bạn, như người thân vậy. Đừng coi nó như nô lệ nha. Coi nó như nô lệ là bạn sẽ phải tốn tiền đi qua bên Blue Energy á. Rồi đi vào giữa chúng ta sẽ có một cái màn hình nè. Và một màn hình này là màn hình cơ bản. Nó cho mình rất là những cái thông số cực kỳ cơ bản luôn mà ha. Thông số và cái mức trợ lực nè, mình đang ở Eco hay là mình đang ở bên Tour, Sport, Turbo hay là Boss ha. Thì mọi mức trợ lực thì sẽ mức độ ăn pin nó khác nhau à. Số càng lớn như này thì ăn pin càng nhiều, càng xuống thấp càng đi được xa. Rồi thông số này là số pin nè, trong này sẽ có tổng cộng là 5 cục, tương ứng với một cục này là 20%. Thì đối với cái cục cuối cùng này bạn đừng để cho nó nháy nha. Bạn tốt nhất là bạn đụng đến nó là bạn phải lo sạc rồi. Chứ đừng để nháy là bạn có tỷ lệ rủi ro đi bộ giữa đường cao lắm á, hoặc là bạn xe đạp rất là nặng về nhà. Thì tất nhiên đạp ở mid driver là so với một con xe đạp hấp thì nó đã nhẹ rồi, nhưng về cơ bản là nài thêm pin, nài thêm động cơ nó sẽ vẫn nặng hơn bình thường. Rồi đây khu vực ở giữa là báo tốc độ. Thì nó mình đã mở tốc độ rồi, thì con này đạp hết sức bình sinh của mình luôn á, thì sẽ rơi đâu đó khoảng 55 đến 60 km/h. Nhưng đó là mình thôi, còn đối với khách hàng, đối với người dùng bình thường á thì tùy mỗi người nha. Thì rất là dễ dàng lên 3 mấy, lên 4 mấy km/h, nhưng mà quá cái ngưỡng đó rồi 50-60 nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái quần chân của bạn. Bạn phải có nền tảng đạp xe sẵn thì bạn mới có quần chân đủ tốt để lên được vận tốc tối đa ha. Rồi góc bên này là gì? Góc bên này là tham chiếu và cái cường độ lực của bạn. Ví dụ như bạn đạp nhẹ thì nó sẽ lên con ô à, bạn đạp nặng nó lên nhiều ô. Và con xe này là công nghệ tọt sensor đó, vì công nghệ tọt sensor nên bạn đạp mạnh nó mới chạy mạnh, bạn đạp nhẹ nó mới chạy nhẹ. Rồi bây giờ mình giới thiệu cái cọc y này ha. Thì đối với các bạn nào mà thường xuyên sử dụng e-bike, đặc biệt là e-bike bên mình á, thì mình hay review là nên lên một cái cọc yên nhúng đi. Thì cọc yên nhúng nó được gì? Cọc yên nhúng nó cho một giải pháp an toàn cho cột sống của bạn ha. Bởi vì khi mà mình lên e-bike á, mình sẽ chạy những cái vận tốc mà bình thường mình không đạt được. Ví dụ như 35, 40, 50, 60 hoặc trên thế nữa ha. Mà đó mà vô ổ gà thì sao ta? Ổ gà thì ok, ổ gà thì chơi được ha, vượt được phía trước. Ô cái tay mình qua rồi nè, tay mình qua rồi không sao hết. Đến cái yên mình. Cái cha xe này nó không có cọc yên nhúng sâu hay nó không có cái gì mà sóc sâu á, thì cái cột sống mình nó lạnh đủ luôn. Thì đó, thì giải pháp ở đây là mình sẽ còn một cọc yên, tối thiểu là một cọc yên zoom ha. Cọc yên zoom mà đi đường thẳng. Nhưng mà nếu mà mình cái lưng mình muốn êm mái hơn nữa, cái lưng mình muốn được nịnh hơn nữa thì sao? Thì mình lên cọc yên khá ha, cọc yên của USS hoặc là cọc yên của Centaur thì giá nó sẽ cao hơn khá. Ví dụ như cọc này đây là 1.450.000. Và cọc mà của Centaur nó sẽ rơi vào khoảng là 2.1 nữa. Nhưng mà nó sẽ cho một cảm giác đó khác như thế nào, coi nha. Cọc zoom là đi đường thẳng nha, cọc này nè. Đấy, nó đi một cái đường cong ra sau, cong ra sau, cong ra sau xong đi xuống, cong ra sau xuống. Và hành trình nó rất là xa. Cái này mình mới có trọng lượng của mình, có nghĩa là phần thân trên của mình thôi. Và phần thân trên mình nó mình tì kiểu này nó đâu đó khoảng là 20kg, 30kg à. Nó đi kiểu này, còn ví dụ như 40kg, 50kg thì sao, nó sẽ đi còn xa hơn nữa. Và rất là ok ha, bạn sẽ không có ngại cái ổ gà nào xuất hiện đột ngột hết. Nhớ mua nha. Rồi, nói phần xe đầu, phần xe thâu, phần xe giữa xong, bây giờ mà nói giá của xe ha. Thì con xe này thực ra khi mà lên đến clip á, thì nó đã giao cho khách rồi. Và con xe này khi mà giao cho khách á, nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó là 42 triệu. Đặc biệt là những con xe mà dùng Yakuro, bạn muốn nó rẻ cũng không rẻ được đâu. Bởi vì chi phí nhân công, chi phí lắp đặt, rồi chi phí thiết kế nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian và tiền bạc tài chính ha. Nhưng mà đổi lại được gì? Bạn sẽ có một con xe mà nó êm thì thầm mùa xuân và cực kỳ trâu bò, cực kỳ bền. Và độ bền của dây Cura cao hơn rất nhiều so với dây sơn nè.
Bởi vì dây Cura nó có độ đàn hồi nên giúp cho việc mà không bị quá tải, không bị quá ép, không bị đứt dây sên, giống như dây sên. Nó chỉ có giãn ra theo thời gian thôi, và khi giãn ra thì mình chỉ cần kéo căng cái trục sâu ra là mình có thể dùng tiếp ha. Rồi, 42 triệu cho con xe này. Bạn nào mà thích cái mẫu xe của Goat với một cái động cơ sử dụng dây Cura thì liên hệ bên Blue Angia, bên mình sẽ báo giá cụ thể cho từng cấu hình khác nhau, cho từng thương hiệu xe khác nhau, cho từng loại động cơ khác nhau luôn. Và giá cho những loại xe mà lên dây Cura này thì tối thiểu nhất là 35 triệu cho đến lên 55 triệu ha. Rồi, bạn nào thấy cái xe này hợp nhãn nhớ like, subscribe mình. Cảm ơn các bạn.